Hello mọi người nhá. Em thương cô quý lại xin phép được review cho anh chị các bạn là hai cái đôn. Hai cái đôn Kate hay còn gọi là gõ đỏ đấy ạ. Hàng em mới lót các bác nhá, chứ chưa BU. Đây em xoay một vòng cho các bạn xem này. Liền khối 100% luôn anh chị bạn nhé. Liền khối 100% luôn. Rồi em sẽ đi vào đo kích thước cho anh chị bạn nhé. Cái này là cao được 46 anh chị bạn ạ. Mặt trên này là được 49. 49, 27. Liền khối 100% luôn, đồng đặc luôn. Chơi chán đục tượng cũng được anh chị bạn nhé. Ngồi chán đục tượng đều ok hết. Các bác thấy đẹp không? Em mới lót thôi nhá, chứ chưa hề BU đâu. Chỉ lót thôi. Đồng đặc luôn các bác nhé. Đồng đặc luôn nha chị bạn này, đồng đặc luôn nhé. Rồi tí em sẽ cân cho anh chị bạn sau nhé. Em biết đường mình tính kiểu xích. Rồi ok, cái thứ nhất này, cái thứ hai. Cái thứ hai đây chị bạn nha, cái thứ hai đây. Ok. Cái thứ hai đây thì rất là đẹp luôn. Quay một vòng cho bác xem luôn này, cũng đều lót một nước thôi nhé, chưa hề BU. Rồi cái thứ hai này em cũng đo kích thước cho chị bạn luôn này. Cái đây là cũng cao được 45. Mặt trên đây là cũng 39 này. Mặt đây 39. 39, 39 40. Chỗ nhỏ đây là được 33. Dưới đây có ôm một cục đá các bác này, rất là đẹp luôn. Chắc nịch luôn anh chị bạn nhé. Đế đây. Đế bao đặc cho anh chị bạn luôn nhé, đây đá này. Đặc hết luôn. Rất là đẹp luôn anh chị bạn. Nặng lắm. Rất là nặng. Ok cho các bác xem cái mặt này. Mặt đây các bác này. Đấy, mặt đây ạ. Liền lạc luôn nhé, 100%. Chưa hề BU, mới lót thôi ạ. Ok, ngồi rất vững anh chị bạn nhé. Ngồi được cực kỳ vững luôn. Dạ vâng anh chị bạn, thiện chí thì liên hệ cho em số điện thoại 0338 918 991 nha. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Anh chị bạn xem video nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ cho em nhé, để biết thêm về nhiều sản phẩm hơn. Ok, xin chào mọi người.